Hello. Trong video này mình sẽ nói về việc học tiếng Anh thương mại ở trên phần mềm Busuu. Nếu như mà bạn quan tâm á, thì có thể tìm hiểu thêm về phần mềm này và mua phần mềm này để học ha. Nếu bạn đã mua rồi, bạn cần không bạn muốn học tiếng Anh thương mại mà bạn chưa biết thì mình sẽ hướng dẫn thêm luôn. Thì bạn vào chọn học tiếng Anh này, kéo xuống bạn sẽ thấy tiếng Anh thương mại, thành thạo tiếng Anh cần thiết cho nơi làm việc. Nếu bạn đang cần tiếng Anh để phục vụ cho việc làm của mình thì học qua ở tiếng Anh thương mại trên Busuu, mình đảm bảo là bạn có được cái nền tảng cần thiết. Hoặc là nếu bạn đang chuẩn bị cho bài thi TOEIC quốc tế, bạn muốn luyện tập thêm trong ngoài việc học ở trong giáo trình thì phần mềm này, đặc biệt với cái chương trình học tiếng Anh thương mại này, nó sẽ giúp cho bạn có được cái nền tảng. Làm sao mình dám đảm bảo được điều ấy? Đó chính là vì nội dung các bài học. Bây giờ mình sẽ tham quan nội dung của 21 bài học ở trong phần tiếng Anh thương mại này. Mình sẽ có khám phá cơ cấu công ty, nói về công việc của bạn, xử lý giao tiếp văn phòng hàng ngày, gọi điện và nhận cuộc gọi ở nơi làm việc, sao sắp xếp cuộc họp với đồng nghiệp của bạn, sắp xếp một cuộc họp, đưa ra ý kiến của bạn trong cuộc họp, xử lý email công việc, viết email công việc, nói chuyện với người quản lý của bạn, nêu vấn đề với quản lý của bạn, thảo luận về hiệu suất với người quản lý, làm việc với phần cứng máy tính, làm việc với phần mềm máy tính, xử lý các sự cố công nghệ thông tin, đăng và trả lời quảng cáo việc làm, ngôn ngữ cho người phỏng vấn và người được phỏng vấn, giới thiệu ngôn ngữ về quản lý dự án, khởi động dự án, quản lý ngân sách dự án, quản lý luồng công việc dự án. Yes, 21 bài học với nội dung như vậy, mình đảm bảo rằng là bạn sẽ có được cái vốn từ vựng cần thiết, và đặc biệt là bạn sẽ quen với ngôn ngữ sử dụng trong môi trường làm việc. Bây giờ mình nói chút xíu về việc học tiếng Anh thương mại và bài thi TOEIC quốc tế. Mình nhận thấy đa phần người học rất thành thạo chiến lược làm bài, có kỹ năng làm bài tốt. Tuy nhiên á, cái vốn kiến thức nền cơ bản này, cơ bản như thế này thì lại hay bị hỏng. Và đây mình cũng đã vào học hệ xem hệ các từ vựng và những cái điểm quan trọng rồi mình mới dám nói ha. Và mình cũng đã làm bài thi để lấy chứng chỉ của nó, đó là chứng chỉ tiếng Anh thương mại. Bạn nhìn thấy ở phần cuối cùng, sau khi mình học xong 21 bài, mình sẽ có bài kiểm tra. Mình đã đạt được 72 trên 72 và cứ sau 14 ngày thì mình mới được thực hiện là bài thi lại một lần. Ngữ cảnh của các bài hội thoại trong bài test của Busuu nó giống y chang như trong bài thi TOEIC vậy, nhưng nó chỉ khác ở cách đặt câu hỏi. Và theo mình thì cách đặt câu hỏi ở trên Busuu cũng rất hay. Đảm bảo là mình phải hiểu được hội thoại một cách sâu sắc và mình phải vận dụng được ngôn ngữ. Đây là cái chứng chỉ mà Busuu cấp sau khi mình hoàn thành cái bài thi. Thì ở đây mình sẽ thấy có tên của mình này và mình sẽ có gì họ có chấm điểm cho mình, giờ là A cộng. Ở phía nhà, những cái dòng chữ nhỏ nhỏ bên dưới ấy, là họ nhận xét và nhận xét cái năng lực thực sự của mình có thể làm được điều gì và mình chưa làm được điều gì. Mình có thể yêu cầu họ viết cái chứng chỉ nhận này cho mình bằng tiếng Việt ha. Mình nhận thấy rằng nhiều bạn cứ nghĩ đến chuyến thi TOEIC là các bạn đi mua những cái cuốn sách về TOEIC, tham gia các khóa học đường thi TOEIC, tức là cắm đầu vào làm đề luôn. Nhưng nếu như mà chưa có cái nền tốt á, thì việc làm đề thật nhiều trong một thời gian ngắn như vậy cũng không thể giúp mình cải thiện được điểm số. Thực sự rất cần cái nội lực bên trong, những cái hiểu biết mà mình tích lũy một cách tự nhiên, vô tư qua quá trình học. Mỗi bài bạn sẽ học qua từ vựng, rồi đến gì hội thoại, rồi sẽ đến trắc nghiệm. Sẽ có những bài học mà người ta yêu cầu bạn hoàn thành bằng cách là gì, nói hoặc viết để đưa ý kiến của mình. Và sẽ có người bạn ngữ họ sửa cho mình. Thế đây mình sẽ thấy này, mình sẽ có gì từ, và mình sẽ nghe họ đọc ha. Yes, những cụm từ mà người ta thường dùng. Dạ, như vậy ha. Có khi mình học một từ, có khi mình học một cụm từ, một cấu trúc, hoặc học nguyên một câu để bày tỏ ý kiến của mình. Như ở đây là cả câu này. Đây là mình sẽ nghe một đoạn hội thoại. Ok. Sau khi nghe xong thì mình sẽ làm bài tập.
và sẽ có một trắc nghiệm để kiểm tra lại kiến thức mà bạn đã học. Theo mình thì bạn học hết thật kỹ 21 bài này rồi bạn vào đây bạn làm bài thi, nếu mà bạn đạt được trên 95% thì theo mình đã rất ok rồi, chắc chắn rằng bạn có được cái vốn từ vựng cần thiết và bạn sẽ thấy quen thuộc với cả cái ngữ cảnh trong công việc. Đây là phần mềm có trả phí, nếu bạn quan tâm thì bạn vào trong cái website busu.com á, mua ha, đừng mua trên store nó sẽ đắt hơn. Bye bye.